Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã không kích miền Bắc Iraq và phá hủy 20 mục tiêu của nhóm quân người Kurd PKK tại đây sau khi một vụ đánh bom liều chết xảy ra ở thủ đô Ankara. Hãng Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ viết, cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của PKK tại Gara, Hakus, Metina và Kandil đều ở Bắc Iraq và tổ chức khủng bố Alikai Belteo diễn ra lúc 9 giờ tối ngày 1 tháng 10, Tổng số 20 mục tiêu gồm cả các hang động, bong ke và nhờ kho đang được sử dụng, được cho là nơi chứa chấp các đối tượng khủng bố đã bị phá hủy. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã thực hiện các biện pháp nhằm không gây tổn hại dân thường Iraq trong vụ không kích. Một phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói thêm, như Tổng thống đã nhấn mạnh, những kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đột nhiên cảm nhận được hơi thở của lực lượng an ninh của chúng tôi phả lên cổ họ vào một đêm nào đó. Sáng ngày 1 tháng 10, một vụ đánh bom liều chết xảy ra ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ làm hai cảnh sát bị thương. Vụ tấn công xảy ra vài giờ trước khi quốc hội nước này dự định mở cửa lại sau 3 tháng nghỉ hè. Lực lượng PKK đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Imastan cho biết nước này đã mở một cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố trên. Ông viết trên mạng xã hội X rằng những cuộc tấn công đó sẽ không cản trở cuộc chiến chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta sẽ tiếp tục với quyết tâm cao hơn.